Các fan theo dõi Hà Anh, yêu quý Hà Anh trong sự nghiệp, họ rất là mong muốn sự quay trở lại của Hà Anh trong một show truyền hình thực tế. Và họ đã hỏi Hà Anh rằng là sao hơn 10 năm qua Hà Anh không làm bất kể một chương trình thực tế nào mà lại đến với chương trình The Next Gentleman. Thì cái lý do Hà Anh ngồi đây bởi vì Hà Anh nghĩ rằng là mình có cái niềm tin đối với show. Nếu như chương trình chọn ra một cái Next Gentleman, quý ông hoàn mỹ, là gánh trên mình một cái sứ mệnh rất là lớn. Hà Anh đã có niềm tin rằng là đây có thể là một show reality TV nó khác biệt với tất cả những cái show reality khác. Hà Anh đã từng làm host và judge cho chương trình Việt Nam Next Top Model mùa đầu tiên, cùng là người cũng đóng góp chuyên môn cho chương trình, và anh hiểu rất là rõ thế nào là một chương trình reality show. Một chương trình reality show thực chất, kể cả những cái format ở nước ngoài đến format của Việt Nam, không thiên về việc là đi tìm talent, không thiên về việc là đi tìm tài năng cho mọi người, mà cống hiến ở những màn drama, những cái sự giải trí. Nhưng Hà Anh từ xưa vẫn chia sẻ với một cái giá trị những người làm show là bởi vì Việt Nam của chúng ta là một đất nước đang phát triển, chúng ta còn thụt lùi rất nhiều về văn hóa. Như là Huy cũng biết, từ âm nhạc, điện ảnh, dĩ nhiên chúng ta có cái văn hóa riêng của chúng ta, bản sắc riêng, nhưng mà tất cả những cái thứ về nghệ thuật, bởi vì chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cuộc chiến tranh, chúng ta không có cái cơ hội này. Thì đây là lúc chúng ta đang hội nhập. Cái nhận thức và hiểu biết của số đông dân chúng của chúng ta về những cái loại hình nghệ thuật này nó không nhiều. Thời trang, phong cách, lối sống, mới chỉ cách đây 10 năm thôi chúng ta mới đủ ăn đủ mặc hơn một chút xíu để chúng ta có thể nghĩ đến được những cái hay ho hơn, có thể có được ly bia để uống, có thể có được quần áo đẹp để mặc. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta. Cho nên là điều Hà Anh luôn luôn nghĩ là cái sứ mệnh của mình, có lẽ là anh cũng hơi ôm đồm, đó là mong muốn rằng là dù là chương trình thực tế, nhưng chúng ta phải gánh trên mình thêm một cái sứ mệnh khác. Thứ nhất, lan tỏa sự tích cực đến với công chúng. Thứ hai, lan tỏa kiến thức đến với công chúng, giá trị thẩm mỹ thực sự đến với công chúng. Thứ ba là những cái kiến thức về chuyên môn nói riêng và xã hội nói chung, để nâng tầm nhận thức. Nghe thì hơi cao, nghe hơi cao xa, nhưng mà đúng, nâng tầm nhận thức của đa số dân chúng, mang lại nguồn cảm hứng, mang lại những hiểu biết, những tìm tòi. Có thể người ta đồng ý hay không đồng ý, nhưng nó sẽ làm dấy lên những câu hỏi, và chính những tìm tòi này sẽ nâng tầm. Hà Anh biết là Tiến và anh Huy hiểu rất rõ điều này. Anh Huy là một đạo diễn và tìm rất là nhiều những cái cơ hội để mang nâng tầm về nghệ thuật, và Hà Anh rất là tôn trọng cái điều này.